Mình chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình iGroup nhận tóc càng bầu như thế các bạn. Để tham gia chương trình hôm nay, mọi người phần link mô tả mở Telegram, bấm nút start để chat bot nha bạn. Tóc càng này nó sắp sửa bán hàng free sale list sàn Suni Swap nha bạn. Rồi bạn bấm join iGroup nè. Một tóc càng này khoảng 9 đô ạ. Các bạn join iGroup nha bạn. Đây là dự án lâu dài nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join kênh group, kênh trailer nữa các bạn. Các bạn join chào các bạn. Rồi bạn. Rồi các bạn follow tiếp kênh trailer nữa nè các bạn. Rồi bạn mới đáp lên các bạn. Rồi theo world thì các bạn follow và theo quiz nha bạn. Theo quiz begin đó. Rồi các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Rồi tại Twitter thì các bạn theo dõi like và tại Twitter game đó nha các bạn. Tết lại nha các bạn. Rồi bạn mới đáp lại nha các bạn. Rồi bạn bấm vào nút submit đi tên nha các bạn. Chạy trên nền tảng này C10 blockchain luôn các bạn. Rồi các bạn bấm done nha các bạn. Rồi các bạn gỡ lại đường profile link tờ Twitter của mình nha tất cả các bạn nhấp vào tờ Twitter của mình nè. Rồi các bạn nhấp vào ba cho gặp trên cùng nữa các bạn nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba cho gặp trên cùng nữa nè các bạn muốn nhấp vào chia sẻ nè. Sao chép được hay như tạm nè. Rồi các bạn mới đáp lên nè. Bạn bắt từ đây nghe không? Các bạn gửi cho bot nghe không? Rồi các bạn gửi địa chỉ với người xem với chút wallet, mấy xe wallet in đồ cặn nghe không? Các bạn mở địa chỉ với chút wallet cho mình nghe nào. Khoan các bạn chờ xíu, các bạn copy địa chỉ ETH của mình các bạn. Các bạn sao chép nghe không? Các bạn chờ cái bot nha các bạn. Mình dán vào nha các bạn. Các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi bấm done nha các bạn. Fan nó hỏi có join cái này không, có nhấp vào à. Rồi. Bấm done nha các bạn. Rồi bấm set nha các bạn. Rồi bấm status nha các bạn. Rồi tốc cần nó sẽ mình sẽ nhận được một tốc cần nha các bạn. Rồi đây thì lấy liên kết chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tốc càng. Vậy video mình đây kết thúc nha bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.